Em chào tất cả các bác ạ. Ở bên em bao ship đơn hàng từ 200.000. Hôm nay thì em có về thêm một số dòng địa lan để các bác sưu tầm chơi. Đầu tiên thì em giới thiệu với các bác đó là địa lan đào cơ. Đây là một dòng cũng có khá là lâu rồi. Cây của nó khá là nhỏ các bác ạ. Nhưng mà được cái là cái bộ lá của nó rất là đẹp. Bộ lá của nó vặn này. Nhìn nó rất là mềm mại và là lướt, nhìn rất là sang. Cái chậu này nó tỏa ra xung quanh chậu luôn. Và cần hoa của nó thì cao hơn bộ lá. Đây là mặt hoa của địa lan đào cơ. Nó màu hồng hồng các bạn. Em có 3 chậu, một chậu 2 chậu 6 thân và một chậu 8 thân. Cái này thì tất cả cả 3 chậu đều có đang có nụ này, về các bác có thể chơi hoa luôn. Một chậu như thế này, một chậu 6, cái này em bán theo thân các bạn, một chậu 6 thân. Đào cơ một chậu 6 thân là 450.000. Nó rơi vào là 75.000 một thân. Đấy, em sẽ bán theo chậu, chậu 6 thân là 450.000. Các bác có thể chọn chậu 6 thân hoặc là chậu 8 thân. Cái giá thể trồng của nó thì cũng giống như địa lan. Giá thể trồng của nó thì ở bên Trung Quốc em thấy cứ toàn trồng với đá bọt, à quên, đá 12 ấy. Đá 12 trộn với cả một ít vỏ cây thôi. Vỏ cây hoặc là cái vỏ lạc đập dập ấy. Đấy là địa lan đào cơ các bạn. Tiếp theo là địa lan hồng thần hà. Hồng thần hà thì đây là dòng địa lan lá biên. Em còn nhớ là cách đây mấy năm, đợt đấy thì em có được nhập một đợt hồng thần hà. Nhưng mà đợt đấy là hàng mô, nó chưa ra trồng cây như thế này đâu. Hàng cái mô ở trong chai ấy, một cây nó bé tí bằng này này. Thì em nhập được mấy chục cây thì em bán thì có mỗi một bác là trồng là còn sống một cây thôi. Còn lại thì hầu như là không sống được các bạn. Cây nó rất là nhỏ, còn cái này thì nó đã trồng hẳn rồi, trồng thành đã ra chậu và cha ra chai, họ ra chậu và trồng như thế này rồi. Cái này thì em có chậu 3 thân này, chậu 4 thân. Địa lan hồng thần hà thì giá cả của nó cũng khá là cao các bạn. Nó với cả cái dòng này nó có cái giá của nó là tỷ lệ thuận với cái màu đỏ của hoa. Có nghĩa là màu càng đỏ thì giá nó lại càng cao. Cái màu này thì đây hoa cánh sen này. Chậu 4 thân ạ, chậu 4 thân thì nó là 750.000 các bạn bao ship. Đấy, chậu 4 thân 750.000 bao ship này. Chậu 3 thân là 570.000. Đấy, địa lan hồng thần hà. Dòng này thì em nghĩ là các bác mà yêu thích dòng địa lan thì nên sưu tầm, cũng nên sưu tầm dòng này. Hoa đẹp lắm, hoa mê, hoa to. Hồng thần hà các bạn. Tiếp theo là hoàng kim bảo các bạn, hoàng kim bảo này. Hoàng kim bảo thì 230.000 một chậu. Đây trồng đá, đây này. Đá họ trồng bằng đá 12 trộn với cả vỏ lạc đập dập. Địa lan hoàng kim bảo này thì 230.000 một chậu bao ship. Địa lan hoàng kim bảo thì cần hoa của nó cao hơn lá các bạn. Em có về hai loại đó là hồng hoàng kim bảo và ô tử thúy. Ô tử thúy thì hoa của nó thấp hơn là lá các bạn, hoa thấp hơn lá này. Ô tử thúy thì giá của nó lại cao hơn một chút. Nó là 280 một chậu bao ship, còn hoàng kim bảo thì là 230 một chậu. Đây là hoa của hoàng kim bảo này, nó cao hơn lá, còn ô tử thúy nó thấp hơn. Và ô tử thúy thì hoa của nó xanh hơn các bạn. Hoa nó xanh hơn hoàng kim bảo, nó hoa của nó vàng hơn. Ô tử thúy cái cây của nó có lá của nó hơi bé hơn so với hoàng kim bảo và lá của nó xanh đậm hơn. Thân nhìn nó khác luôn các bạn, nhìn nó khác này, nó không giống nhau đâu. Đấy, còn đây là địa lan Mạc Xuân nhà em này. Bông này có bông này có được gọi là đẹp không hả các bác? Bông này nó nở ở vườn em. Gọn gàng thích lắm, màu cũng khá là sáng này. Cái bông mạc này thì được cái nó được cái bộ lá các bạn, bộ lá của nó vặn như thanh ngọc luôn. Nhưng mà hoa của nó lại không màu xanh. Hoa cần hoa của nó xanh nhưng mà đến lúc nó nở thì hoa nó lại như thế này. Nhưng mà em nghĩ là một màu màu như thế này thì cũng đẹp rồi ạ. Đây này.
Đấy, đấy là cái bông mạc nhà em thôi, bông mạc nở nha em. Em có đây hôm trước cũng nở cái bông này nha, bông này có phần là nó màu đậm hơn các bạn, màu bông này sáng hơn. Thơm lắm, địa lan thì rất là thơm. Nói chung là tất cả những cái dòng địa lan thì em thấy dòng nào hoa cũng rất là thơm. Nở vào dịp Tết nữa thì đúng là rất là tuyệt vời. Ở ngoài ra thì phân thuốc thì nhà em vẫn có đầy đủ các bác nhé. Ben 3 này, Ben 3 là 40.000 hộp 5 lạng. Ben 3 thì phân nó rất là phân nguyên chất, phân rơi nguyên chất cho nên là nó đặc, các bác bón thì bón ít thôi. Cái này thì 40.000 một hộp 5 lạng. Còn Ben 1 thì là 55.000 một hộp. 1 cân, còn Ben bao 10 cân thì nó có 470.000 một bao. Các bác lấy nửa bao là 240. Đại túi lọc phân là 35.000 này. Cái omega alpha omega này thì cái này là kích chồi nảy chồi. Em 35.000 một lọ các bác. Em đặt thì là đặt kích hoa nhưng mà họ gửi nhầm cho em cái kích chồi này. Cái này 35.000 các bác. Sản phẩm của Thái. Hàng của Thái thì chất lượng rồi các bạn. Bên họ trồng hoa rất là nhiều, nhưng những cái sản phẩm phân thuốc của bên Thái thì giá cả cũng hợp lý này, với cả chất lượng của nó thì các bác yên tâm. Kiwi xanh, kiwi đỏ này, kiwi xanh 45, kiwi đỏ 55. Dưỡng chất AB là 75.000 ạ, siêu mộc ki là 65.000. Diệt ốc sen là 25.000 ạ, nó là dạng bột rắc. Keo liền sẹo 47.000, keo đen, keo mỹ tiến 25.000. Antonic kích thích sinh trưởng cái này là 80.000 ạ. Bộ ba đầu trâu 501 nảy chồi ra lá này. 701, 901 đấy. Bộ ba phát triển của một quá trình phát triển của cây này. Cái này 25.000 một lọ. Phân tan chậm thì phân chì 120 này. Phân hàn 120. Phân xanh mỹ 140. Vàng mỹ 150. Trắng nhật 220. Đấy, tất cả đấy đều có này. Phân NT này. Bây giờ phân NT, phân dạng túi lọc các bạn. Cái này là một hộp của nó là 25.000, có 20 gói. Về các bác chỉ việc là đặt vào thôi. Mùa này các bác lấy cây về giải độc cây thì có B12 25.000 ạ. Amigreen 40.000, dây buộc lan. Dây buộc lan là 25.000 cuộn 150m ạ. Còn kích rễ N3M cũng là 25.000. Đấy là phân thuốc các bạn. Phân thuốc thì nhà em vẫn có này, chậu móc các kiểu này. Đấy, em cảm ơn tất cả các bác đã xem video ạ. Các bác mà cần những cái vật tư nào hoặc là các bác yêu thích sưu tầm những cái dòng địa lan thì các bác liên hệ ủng hộ em. Em cảm ơn tất cả các bác.